Xin chào các bạn và mình sẽ cùng nhau làm việc với cả bài giảng tiếp theo. Đó là làm sao để chúng ta xác định được hợp âm chủ cho bài hát và có những quy tắc gì để xác định. Thì khi mà các bạn không biết bài đấy nó như thế nào ấy, thì các bạn thường có xu hướng là yêu cầu ca sĩ hát cái đoạn điệp khúc và hát ít nhất là cái câu cuối cùng của đoạn điệp khúc đó. Và các bạn cần phải dò ra được cái nốt cuối cùng nó là nốt gì. Và cái nốt đấy nó sẽ gợi ý cho các bạn là bài hát đấy nó sẽ chơi ở trên cái hợp âm chủ là gì. Ví dụ bài hát đấy cuối cùng nó lại rơi vào nốt đồ chẳng hạn, thì nó có thể là đô trường, nhưng mà nó cũng có thể là đô thứ. Cho nên là các bạn cần phải ghép vào đô trường hoặc là đô thứ. Vậy nên cho nên là khi mà đấy là cái cách mà anh em mình hay học vẹt với nhau thôi, kiểu để chỉ cho nhau thôi. Thì các bạn cứ lắp hai thằng vào và thấy cái nào thằng nào hợp hơn thì các bạn sẽ còn là sao nhỉ? Đấy, lắp thằng đấy vào luôn. Ví dụ các bạn là chơi bài Con Đường Tình Yêu, ví dụ. Nào ngờ đâu duyên số, em đi với tôi một đoạn thôi. Ngày em xa tôi, giấc mơ đã tan rồi. Chỉ có thể yêu em thôi. Tình này cho hết em rồi. Nhìn từng đêm tay vắng nhớ về. Ở đoạn cuối con đường nhớ em. Đây, cái nhớ. Chúng ta thử lắp thằng đô trường vào. Ở đoạn cuối con đường nhớ em. Hoặc là lắp đô thứ vào. Ở đoạn cuối con đường nhớ em. Thì mỗi một người khi mà các bạn đang xem clip này thì chính bản thân các bạn đã có cho mình một cái kết quả, một cái đáp án rồi. Thì trong trường hợp này là cái đô trường nó là trường hợp này là đô trường là chuẩn. Thì để làm sao để chúng ta nghe được cái này thì các bạn, mình nghĩ là các bạn cần phải bỏ thêm một chút thời gian các bạn nghe bài hát đó. Và các bạn cần phải biết được là chơi theo cái nốt nhạc của bài hát. Ví dụ trong cái trường vừa rồi là thì những cái nốt vừa rồi mình chơi đó là những cái nốt vừa rồi mình chơi ấy, nó nằm trong âm giai của đô trưởng và la thứ. Và cho nên mình có quyền, mình có thể tuyên bố là bài này nó là ở đô trưởng. Không tin các bạn chỉ cần lấy. Các bạn cần phải nghe được bài hát đấy và các bạn cần phải chơi theo hợp âm của bài hát đấy. Mình lấy ví dụ một bài hát. Các bạn nghe thấy tiếng piano không? Thì các bạn phải nghe và chơi ra được những cái nốt đấy. Đấy, ví dụ đấy. Mình sẽ tắt cái này đi và những cái nốt vừa rồi mình chơi được trên đàn đó là si do son do si si à quên son si do do son si do do son si do do son 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 si do do son si do son 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 la la si do son son la la si do do mi fa mi do do la do re. Bài này nó nằm ở đô trường, tại sao? Thì những cái nốt vừa rồi mình chơi nó không có thăng, không có giảm và mình có quyền nói đây là bài này nó nằm trên âm giai của đô trưởng và la thứ. Cái lý do thứ hai là nếu mà các bạn tua đến, bảo ca sĩ hát đến cái đoạn cuối cùng. Đoạn sau nhé. Và cái nốt cuối cùng vừa rồi nó kết thúc ở thằng son đúng không? Sau nó sẽ quay trở lại cái vòng lặp của nó là đô. Thì nếu mà các bạn kết thúc ấy, các bạn bắt buộc phải kết thúc về đô, chứ không phải là bài đấy nó một